Đấy, xin chào quý vị và các bạn nhé. Anh em đi từ thiện về để vào đây mua thạch, mua thạch đen, nhưng mà thấy cái bánh này em cắt cho lạ quá. Bánh này là gọi là bánh gì em ơi? Bánh bò á? Dạ vâng. Cắt thơm nhỉ? Cắt xong bò. Cái này làm bằng nguyên liệu gì đấy? Hả? Dạ. Làm bằng nguyên liệu gì đấy? Nguyên liệu chính là bột mì với bột gạo. Bột mì với bột gạo á? Năm hộp mà anh nhìn. Sao này hai màu thế? Dạ. Sao này hai màu thế này? Màu trắng màu đen. Vâng, một cái là màu trắng, một cái là một là em làm đường đường trắng, một cái em làm đường. Nó ngọt à? Vâng. Nó ngọt đấy anh ạ, một cái đường trắng đường. Bánh bò. Đây là mua thạch này. Lấy cho một hộp đấy. Cái này để được lâu không anh ơi? Cái này để được 4-5 ngày anh ạ. À thế thì được, đưa về để 4-5 ngày thôi. Đưa về ở Nghệ An cũng có. Cái này ăn rất là thơm đó. Ngon không? Ông này người nó bé quá mà ông ăn ít. Ăn giống như bánh mì. Phải. Vâng, ông này bé quá mà ông ăn ít quá. Cắt đều mà. Anh em trên đường đi từ thiền về thì vào phố đặc sản là Cao Bằng. Thạch đen này, thạch đen này ăn rất thơm. Thạch đen này làm từ lá gì đấy em? Lá cây thạch anh. Lá cây thạch của nó. Cái thạch ở ngoài này. Làm phải công đoàn nó lâu không? Đây đã làm đấy à? Vâng, đang làm rửa. À đấy đang rửa. Rửa nuôi làm tiếp. Rửa thôi à? Ừ. Đây em đang đun đây này. À thế à? Để xem công đoàn là phải đun như giống như bánh gái nhá. Vâng đúng anh ơi. Từ lá cây. À đây. Cái lá này là thạch à? Chúng ta ở đây. Em ơi. Em chẳng phát hiện ra bánh này bao giờ nó không dẻo hơn bánh trắng. Bánh nào? Cái bánh dài này này, nó dẻo hơn. Nhìn nó thơm nhỉ? Vâng, nhưng mà bánh trắng nó lại thơm hơn. Tại vì bánh này em làm bánh bò, làm từ bột mì và bột gạo. Đấy. Cái thạch này là làm mất bao nhiêu ngày? Mất tầm 3-4 tiếng thôi. À thế à? Thế là giống bánh gái đúng không? Cái bánh gái là thế. Đấy, mua thạch về làm kỷ niệm cho vợ con ăn. Bánh bò để được lâu. Lấy bánh bò nè. Không, nhìn anh thôi, hai cái này đưa lên xe ngăn thôi. Đâu không phải là quà anh. Bánh này về dưới ăn. Ăn nó không giống bánh mì thì. Không, anh để anh làm nóng lên ý, nó sẽ dẻo hơn. Vâng, dẻo hơn, nó dậy muối hơn. Cái này em làm từ sáng rồi, nó hơi muộn một tí. Thắp lại một cái nó dẻo thơm lắm. Sao lại gọi là bánh bò? Tại vì nó màu vàng, nguồn gốc của nó màu vàng. Màu vàng giống như con bò à? Dạ. Đây là bánh bò, bà chủ. Đây review cho các bạn biết được cái đặc sản ở đây đấy nhá.